Alo. Alo. Alo thằng nhóc. Nhóc Hiệp, alo. Ông Mích à? Mích. Thôi này thế thôi. KDM 118 đấy, 189. Người ta hỗ trợ 9 đấy anh em ạ. Lươn lẹo. Người ta làm phò, người ta rút team như thế rồi. Anh em nghe đã nghe câu quan trọng là mình làm được gì cho team chứ không phải là so sánh ở KDA anh em ạ. KDA không nói lên được gì cả. Quan trọng là mình làm được những gì cho team đấy. Trận này là mình nhấp nhử cấu nhử cho team, mình lao lên mình chết, không phải lao lên chết mà là lao lên kiểu câu hết chiều của đối phương, không phải team mình cứ lao thế lao lên giết thôi Cứ ông im mẹ á mồm đi. đấy. Mình trọng trách game này là lao lên câu hết chiều của team địch, xong rồi team mình lao vào đấy. Cứ thắng sông Anh lên thì 19 7 đập hết thời rồi, nghỉ đi. Đó, đó 19, 18 và 19. Không, hết thời rồi, nghỉ đi. Đừng nói nữa. Mày bảo sao hết đấy? thời, tao cũng hết thời ở đây Bảo tao sao? cũng hết thời ở đây chơi game toàn thua từ đầu năm đến cuối năm, không thấy thắng. Chơi game toàn thua từ đầu năm đến cuối năm, bảo sao rồi? Đầu năm thua liên tục. Bảo sao rồi? Trăm mấy? Trăm trăm bảy rồi. Nhìn nhiều thế. A few moments later. Anh rồi có tóc rồi, anh không chắc nữa. Bây giờ gánh rồi Hiệp tóc dài sẵn hàn nhá. Game nha. Em vào đây. Vào đây. Phải quy rồi. Làm trận đi rồi. Hết thời rồi, hết thời rồi. Quá hết thời. Đâu mới ngủ dậy đâu, dậy lâu rồi. Thằng cu ADC cứ bảo vào gánh phải chơi game ấy. Có nghe chưa? Này bắt ma support nhiều vãi meta à? Thế nhưng support nó còn bắt ma support khỏe mà, lên cái đồ support bây giờ lên nhanh quá, cần có 1000 vàng đúng không, tầm gần 1000 vàng, 1000 vàng thôi. Thôi mấy thằng cu tí cu tèng là cứ bảo mình học tập đánh bát ban. Thôi quét thác này, cái trình độ bát ban thì không bao giờ vượt qua được Hiệp luôn. Đây sẽ là tình huống đẹp nhất của trận thi đấu này. Đây sẽ là kiểu như có thể đặt làm tiêu đề của trận thi đấu này. Poloy và con Batman. Hiệp cứu hỏa và anh chiến bác chủ. Đánh sao? Đỉnh cao toàn mấy thằng ngố, không thể hiện được kỹ năng. Đánh cái rank này nó mới thể hiện được cái kỹ năng lên này. 13 ba. Bác cũng kèm 13 ba này thì chiến ơi. Cái gì cơ? Bác cũng kèm 13 ba. Chết ba. Kèo gì? Năm trăm sao đúng không? Ủa sao mày biết? Thì kèo đấy cũng ở bên bên tao vừa sang đấy. Nhưng mà tao chưa liếm được. Thế thì game này hai cái cùng liếm thôi. Không biết là kèo còn giữ nguyên không nhỉ? Không biết kèo bên chiến nữa, còn bên chiến còn giữ nguyên không chứ? B, let's go boy. Let's go. Bu. Ôi, lúc này con lính rồi. Thằng AD đó áp cao rồi. Đấy đấy. AD nó biết biết tao ở bên này cái là nó sợ rồi. Chơi kia thấy thiệt ba ba đang. Cảm ơn Đức Hưng nha, cảm ơn bạn. À vẫn còn à? Được luôn. Chán chạy. Chơi game dễ đấy. Ôi, cái này, ta thấy cái này không được 13 bạc ở đấy. Chơi luôn. Xuống này. Cho nó phạt tiếp ạ. 13 bạc kì. 5 mạng 105 sao, win 250, tổng là 400 ạ. Ôi, được luôn. Sao cứ ấy kìa. Sao chơi gì kìa. Ở đây, con này nó xuống này, con khác xuống đường này. Đây, xuống đường này. Bắt chủ. Ok. Vào luôn, không gì nữa. Đéo được rồi, ca này. Nó vào đấy, nhưng mà cân nữa.
đúng rồi, chúng mày phải đánh đi, chúng mày phải đánh đi kia nó mới cân. AFK kia nó lại không cân. Gì đấy? Làm sao? Sata tu lên luôn. Đánh Mẹ Moren. Ông Trần Quang Hiệp với Mẹ Moren. Anh Hiệp cứu ạ. Rồi, Pam. Anh Hiệp cứu hỏa đây. Ơ mất số 2 rồi. Kìa. Mất kìa. Ba không ngay. Anh Hiệp cứu hỏa. Ui, có số ngựa rồi kìa. Đi luôn. Ok. Hiệp ơi. Tu lên nhầm nhò gì. Kê lại Chủ. Nắp cơ bùa. Tu bánh sai ơi. Đánh thế của Surrender mất. Ở đâu đi băng kết. Đánh bệnh của Surrender đấy bánh sai ơi. Giờ chưa? Anh cũng bẩn chưa? Con cắt giờ chứ có tí đâu mấy ơi. Ok, kia. Ô ba xin kia. Bạn ơi. Phải đi cứu ba phục bình anh em ơi. Còn 8 bạn nữa thôi, 8 bạn nữa thôi. Mày chết đi chiến ơi. Chiêu. Mày phải chết đi. Mày đang có nhiều tiền, mày phải chết đi. Chết đi, mày chết đi rồi. Mày phải chết đi, nhiều tiền thì mày hồi sinh lại có gì đâu. Vào đây. Lại phải kiếm ăn rồi. Ui. Định chơi đấy. Cho xin mấy bác nữa đi. Ôi, tại sao bọn này chết hoài vậy? Vỡ lên để tao bắn cái đầu mày. Thằng này sống hoài à? Cả lát hít lại. Lát hít. Bảy bạc ôi. Chiến cái đéo gì, nó ăn mất rồi kìa. Nó chiến rồi. Nó tao đâu bắt man mà. Cái thật bắt man phải. Cho kiếm kẹo ăn cháo thôi. Cứ giết chúng nó hoài thôi. Lăn trong xa là được mấy bát phở đấy nhở.
Được chấm sao mà được không biết là phở ở chỗ mày bao nhiêu, nhưng mà tao chỉ có lại ăn được một tuần. Một tuần cơ à? Tao chỗ thế. Tao nào rẻ hơn ở chỗ mày. Làm vào đời mà kiếm cơm thôi. Làm vào đời mà kiếm cơm. Đáp bạn nữa. Làm vào đời mà kiếm cơm. Kiếm ơi. Kiếm. Làm vào đời mà kiếm cơm. Con mẹ! 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Màu ánh mù. Đây rồi, ba bạn đây thôi. Ba bạn hiệp đấy, hiệp, bắn đi, cố lên. Ôi trời, cố lên hiệp. Hai bạn nữa thôi. Hiệp. Cảm ơn Hoàng Long nhé các bạn. Còn gì nữa đâu mà khóc với